À, hôm nay à, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách đăng ký hai nha đầu tiên các bạn vô, à, apple store hoặc là google play các bạn à, tải cái app hai nha ở đây các bạn nhớ bấm vào cái chữ sign up màu xanh này nha nhiều bạn cứ nhập vào cái số phone đó là nó sẽ không có được các bạn bấm vào nút sign up màu xanh nè rồi tiếp theo các bạn sẽ nhập số điện thoại của mình vào đó các bạn thấy số trên nào không rồi sau đó các bạn bấm vào cái chữ I agree đó sau đó các bạn bấm continue mà mấy bạn mà xài à, phone với Viettel là hình như không có nhận được tin nhắn SMS nha. Rồi tới bước này thì các bạn sẽ nhập mật khẩu vào các bạn nhập cả trên và dưới giống nhau các bạn sợ mà không giống thì các bạn nhớ bấm cái hình con mắt lên để nhìn nha rồi tới bước này các bạn sẽ nhập cái mã mời của mình vào là ông chồng hay làm sau đó các bạn bấm nét nha nhớ nhập ông chồng hay làm nha bước này các bạn sẽ nhập tên của mình vào cái tên này sau này các bạn sẽ dùng để mời người khác vào đào hai để tăng tốc độ lên đó rồi nhưng mà tên này các bạn nhập sau cũng được nha nếu các bạn làm nhanh trong vòng 60 giây á, thì nó sẽ thành công thì các bạn sẽ vào được cái à, ứng dụng thì bây giờ để nhận thưởng các bạn bấm vào cái hình hộp quà phía trên bên tay phải nè đó các bạn bấm vào hình hộp quà nha các bạn nhớ chỗ này là phải đăng ký thiệt nhanh các bạn nếu mà không thì nó sẽ báo là cái mã SMS nó sẽ hết hạn các bạn sẽ phải làm lại từ bước số 1 đó nha sau khi các bạn bấm vào hộp quà rồi thì nó sẽ có một cái câu hỏi thì các bạn chọn một hoa bốn nào cũng được hết á sau các bạn submit thì coi như là đã nhận quà của ngày hôm đó nha ờ, thì mỗi ngày á, thì các bạn sẽ được một hai nha các bạn đó à, ngày hôm sau sau 7 giờ các bạn vào các bạn lại mở hộp quà trả lời câu hỏi là các bạn sẽ có thêm một hai rồi vậy là xong nha